thưa quý vị, kỷ niệm 47 năm ngày giải phóng quê hương cũng là dịp để tuổi trẻ Đà Nẵng càng ý thức hơn về trách nhiệm của mình trong công cuộc xây dựng và phát triển thành phố hôm nay, ra sức thi đua, cống hiến, xứng đáng với niềm tin, sự kỳ vọng của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố. Giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống cho thế hệ trẻ luôn là công tác được tổ chức đoàn tại địa phương đặc biệt quan tâm. Phát huy truyền thống, uống nước nhớ nguồn, tuổi trẻ Đà Nẵng đã triển khai nhiều phần việc ý nghĩa, trong đó phải kể đến các hoạt động tri ân các anh hùng, liệt sĩ, gia đình có công cách mạng trên địa bàn thành phố. Qua đó góp phần làm sáng thêm hình mẫu thanh niên Việt Nam trong thời kỳ mới, sống cống hiến, nhiệt huyết và trách nhiệm. Thông qua các hoạt động này thì thành đoàn, hội liên hiệp thành phố cũng tiếp tục chỉ đạo tuyên truyền đến các đoàn viên thanh niên trên địa bàn thành phố Đà Nẵng, lan tỏa các hành động đẹp, cái tinh thần xung kích tình nguyện của tuổi trẻ để mà thực hiện các cái nhiệm vụ, các hoạt động an sinh xã hội, hoạt động đại nhân đáp nghĩa đối với lại các gia đình chính sách, gia đình mẹ Việt Nam anh hùng, các liệt sĩ đã hy sinh vì sự độc lập tự do của Tổ quốc. Trong bối cảnh mà tình hình tư tưởng thanh niên có nhiều biến động, các cấp bộ đoàn trên địa bàn thành phố đã có nhiều đổi mới về nội dung và phương thức giáo dục chính trị, tư tưởng cho thế hệ trẻ, tạo môi trường lành mạnh để thanh niên học tập, rèn luyện, cống hiến và trưởng thành. Xây dựng hình mẫu thanh niên trong thời kỳ mới thì quận đoàn chú trọng vào các nội dung như xây dựng về lý tưởng, đạo đức cách mạng cho đoàn viên thanh niên, hướng dẫn cho đoàn viên thanh niên về hướng nghiệp, lập nghiệp trong thời đại mới. Đặc biệt là trong bối cảnh hiện nay, chúng ta vừa phòng chống dịch vừa phát triển kinh tế. Tự hào với truyền thống thì thế hệ trẻ hôm nay nguyện ra sức phấn đấu, góp phần tham gia xây dựng phát triển kinh tế tại địa phương và thành phố. Xây dựng giá trị hình mẫu thanh niên Việt Nam thời kỳ mới cũng là một trong những mục tiêu trọng tâm mà thanh niên Đà Nẵng đã và đang cùng với thanh niên cả nước ra sức rèn luyện, phấn đấu. Trên nền tảng các giá trị tâm trong, trí sáng, hoài bão lớn, tuổi trẻ Đà Nẵng quyết tâm đem sức trẻ, sức sáng tạo góp phần xây dựng quê hương Đà Nẵng ngày càng giàu đẹp, văn minh.